Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ gửi cho quý vị và các bạn một cái title, một cái tựa đề rất là mới: Hôn nhân cùng giới, pháp luật Việt Nam có cho phép. Thưa quý vị và các bạn, để mà nói về việc hôn nhân cùng giới thì chúng ta sẽ giải thích thế nào là hôn nhân cùng giới. Thì thông thường theo quy định của pháp luật Việt Nam thì khác giới là người nam kết hôn với người nữ, còn hôn nhân cùng giới có nghĩa rằng là người nam kết hôn với người nam và người nữ kết hôn với người nữ. Quý vị và các bạn biết không, hồi xưa lúc mà tôi vào khoảng 22 tuổi, tôi làm ở một cái công ty nước ngoài. Và khi mà tôi bước vào cái toilet thì tôi lại thấy hai người phụ nữ họ hôn nhau. Và các bạn biết không, một cái cảm giác gì đó nó hơi đi ngược với cái thuần phong mỹ thuật. Thật sự thì vào khoảng năm 2002, cách đây khoảng chừng hôm nay 2018 rồi 16 năm. Tại thời điểm đó do tôi cũng là chưa là luật sư, mới có cử nhân luật thôi. Cái thứ hai nữa là do tôi được sống và đào tạo trong một cái môi trường, nói chung là ba cũng tương đối là khó tính, ở một cái nề nếp gia trưởng. Cho nên tôi thấy một cái hiện tượng đó và tôi cảm nhận rằng nó có một cái điều gì đó không ổn, không ổn quý vị và các bạn. Và sau này trong cái những cái lần mà đọc tin trên mạng thì có một cái chị phụ nữ bảo, chị bảo rằng là chồng chị lại quan hệ với một người bạn trai khác và chị cảm thấy là sốc, sốc toàn tập đó quý vị và các bạn. Thì thôi bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện của xã hội, bây giờ chúng ta cứ quay lại quy định của luật hôn nhân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thì luật hôn nhân và gia đình chúng ta hiện tại đang có hiệu lực là luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Quý vị và các bạn ha, chúng ta đang áp dụng cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trước đây thì luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có một cái quy định là cấm kết hôn đồng giới. Thì sau này trong cái quá trình soạn thảo để mà đưa ý kiến ra để mà bàn luận thì đã có cái quy định là không thừa nhận hôn nhân cùng giới, tức là không thừa nhận giữa người nam với người nam và người nữ với người nữ. Thưa quý vị và các bạn, không hẳn rằng là tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về việc kết hôn cùng giới, và tôi cũng nói luôn cho quý vị và các bạn về luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Ở tại cái điều 8 thì điều kiện kết hôn để quý vị và các bạn được biết. Thì tại cái điều 8 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nam nữ kết hôn phải tuân theo các điều kiện sau đây. Có 4 điều kiện quý vị và các bạn, 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nam từ 20 tuổi trở lên và nữ từ 18 tuổi trở lên. Cái này luật sư cũng có thể giải thích cho quý vị và các bạn luôn. Trước đây thì luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì nếu mà các bạn nam 19 tuổi qua cái ngày sinh nhật là 19 tuổi cộng 1 ngày thì các bạn nam cũng có quyền là kết hôn. Các bạn nữ cũng vậy, nếu mà 17 tuổi qua ngày sinh nhật lần thứ 17 và 1 tuổi là có thể đăng ký kết hôn. Tuy nhiên là theo quy định của luật hôn nhân gia đình mới, luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì nam từ đủ 20 tuổi trở lên. Các nhà làm luật hay lắm quý vị và các bạn. Nếu như trong trường hợp là bạn này sinh ngày 1 tháng 1 năm 1998 thì tới nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018 là bạn nam này có thể đường hoàng tôi đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tôi làm kết hôn với cô bé. Cũng như vậy đối với bạn nữ, nếu bạn nữ sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì bạn nữ mới đủ và tròn 18 tuổi. Còn nếu như trong trường hợp bạn nữ sinh ngày 31 tháng 12 năm 2000 tới nay là chưa đến là 31 tháng 12 năm 2018
thì chưa được phép kết hôn, nhớ nha. Tất cả các bạn trẻ cũng vậy, chúng ta sẽ biết được những cái quy định kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta có thể là yêu bạn gái và chờ đợi và sẽ cùng nhau đăng ký kết hôn đúng và đủ theo quy định của pháp luật. Cái điều thứ hai thì nói chung chung thôi, việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định thì đồng ý rồi quý vị và các bạn ạ. Thứ ba là không bị mất năng lực hành vi dân sự. Thực ra cái việc mà mất năng lực hành vi dân sự thì chúng ta sẽ hiểu như thế này. Nói chung á, là pháp luật Việt Nam để tránh cái việc mà gọi là duy trì nòi giống, duy trì đến cái trường hợp gọi là duy trì những cái tình trạng mà bây giờ mình vậy, mình lấy cái người mà gọi là tâm thần không có nhận thức được, không có nhận dạng được, mà không có một cái trí khôn để tự mình bảo vệ mình thì rõ ràng là gọi là suy thoái về 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 nòi giống. Quý vị và các bạn suy về cái gọi là cái nòi giống của mình sẽ không được. Người Nhật người ta còn có những cái hành động là người ta sẽ kết hôn với người nước ngoài để nâng cao lên cái độ cao, gọi là vừa về gen, vừa về di truyền, vừa về việc chế độ ăn uống nữa. Cho người Nhật hồi xưa gọi là người Nhật lùn, nhưng mà giờ người Nhật cao lắm rồi. Thì như vậy pháp luật đã dự liệu những cái tình huống trong trường hợp là không bị mất năng lực hành vi dân sự. Nếu mà nói một cái năng lực hành vi dân sự thì chúng ta có thể hiểu bình thường rằng là bây giờ cái ngôn ngữ hàng ngày người ta sinh hoạt, ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ, và có biết yêu hay không, có biết cảm nhận được hay không, để tránh những cái trường hợp là mình mai mối nhưng mà đúng vào những cái người gọi là tâm thần đó. Thứ ba nữa, không, việc kết hôn không thuộc trong các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Thì thật sự ra là có những cái quy định nó cũng mang tính chất mở là cấm trong phạm vi ba đời, rồi nhiều cái quy định khác nữa, hoặc là anh chị em ruột trong phạm vi như thế nào đó thì không được quyền kết hôn. Nhưng mà cái điều mà tôi đặc biệt quan tâm đến quý vị là các bạn, đó là cái khoản 2 của điều 8, nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới. Nếu một ai đó hỏi quý vị và các bạn rằng là ở Việt Nam có được phép kết hôn cùng giới hay không, thì chúng ta sẽ sau khi mà nghe cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta của Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc thì chúng ta sẽ mạnh dạn và trả lời rằng theo điều 8 khoản 2, nhà nước Việt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới. Thưa quý vị và các bạn, cũng có thể là theo cái phong tục Á Đông, theo cái truyền thống cũng như là cái cách nghĩ, cách nhìn văn hóa, thì cũng không rõ rằng là ở Mỹ, ở một số quốc gia khác thì họ có chấp nhận hôn nhân cùng giới hay không. Tuy nhiên thì tại trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì không chấp nhận hôn nhân cùng giới, có nghĩa rằng là người ta sẽ không chấp nhận hôn nhân giữa hai người nam và không chấp nhận hôn nhân giữa hai người nữ. Quý vị và các bạn để thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta này, chúng ta có một cái cách nhìn về quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thì một cái câu hỏi mà quý vị và các bạn sẽ đặt ra cho luật sư rằng thế tại sao trên cái YouTube, trên cái phương tiện truyền thông hôm nay thấy hai cái anh ở cái thành phố này kết hôn mà đăng lên trên mạng, hai anh kia ở Hà Nội đăng trên YouTube là bày tỏ tình cảm yêu thương với nhau. Thưa quý vị và các bạn, cái quyền được yêu và cái quyền biểu tỏ tình cảm, cũng như là những cái thái độ, những cái hành vi ứng xử, nếu như trong trường hợp các bạn có cái quyền tự do trong khuôn khổ quy định của pháp luật, còn quy định pháp luật sẽ ứng dụng rộng rãi cho tất cả mọi người. Ở đây tôi xin khẳng định rằng các bạn có quyền, những cái quyền mà pháp luật không cấm,
Tại vì theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, các bạn chỉ được kết hôn khi ở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp những cái giấy xác nhận độc thân của bên 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 người nam và giấy xác nhận độc thân của bên người nữ, và hai bên có thể đến một trong nơi của người nam hoặc nơi của người nữ để đăng ký kết hôn. Và cái việc kết hôn này sẽ phụ thuộc vào điều kiện kết hôn theo điều 8 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quý vị và các bạn ạ. Và như thế, cái việc mà tôi cho rằng trên phương tiện truyền thông YouTube gì đó, và việc cử hành gọi là đám cưới tại gia hoặc đám cưới tại khách sạn, đám cưới tại hotel, đám cưới tại nhà thờ, thì luật vẫn chưa công nhận họ là vợ chồng. Luật chỉ công nhận họ là vợ chồng khi hai bên chính thức bằng cái giấy chứng nhận kết hôn. Quý vị và các bạn ạ, nhà nước Việt Nam cho đến thời điểm này thì tùy theo cái thời điểm thì chúng ta biết rồi. Trước đây thì luật hôn nhân và gia đình năm 59 thì vẫn thừa nhận là vợ một, vợ hai đó, vợ miền Bắc, vợ miền Nam. Thì tới luật hôn nhân và gia đình năm 86, quý vị và các bạn ạ, luật hôn nhân và gia đình năm 86 thì cho phép không có sống chung như vợ chồng hôn nhân thực tế, thì vẫn thừa nhận trong cái quá trình mà ly hôn thì vẫn thừa nhận họ là vợ chồng. Thì luật hôn nhân và gia đình năm 86 nó có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 87, thì vẫn thừa nhận họ là vợ chồng. Thì không, mặc dù họ không đăng ký kết hôn nhưng họ kết hôn vào thời điểm đó, thì những cái quy định liên quan với con và tài sản thì vẫn giống như là trường hợp kết hôn. Và tiếp tới thì tôi có nói với quý vị và các bạn đó là luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì cấm kết hôn đồng giới. Sau này thì trong cái quá trình dự thảo luật hôn nhân gia đình thì có một cái câu uyển chuyển và mềm hơn, đó là không thừa nhận hôn nhân cùng giới. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng đây là một cái đề tài mới mà nó cũng rất là nhiều người quan tâm. Thông qua cái câu chuyện này thì nếu quý vị và các bạn có những cái câu chuyện thực tế, hoặc các anh chị em mà cùng giới có những cái vấn đề gì cần hỏi trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì chúng ta hãy mạnh dạn hỏi liên quan đến trường hợp của mình. Vì hơn ai hết, luật sư là những người am hiểu pháp luật, luật sư là những người hiểu tâm tư và tình cảm của các bạn. Tôi cũng ráng cố gắng chuyển thông điệp một cách gần nhất đến quý vị và các bạn. Cái khung giờ mà thông thường văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc tiếp nhận và tư vấn miễn phí đó là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Nếu trong trường hợp cái ngày hôm đó tôi có bận công việc thì chúng ta sẽ chủ động gọi lại vào ngày hôm sau qua số điện thoại là 0903 392 861 quý vị và các bạn. Thêm nữa, nếu trong trường hợp các bạn đã chuyển giới thì các bạn làm thế nào để thay đổi tên trên chứng minh nhân dân? Quý vị và các bạn đón xem nha. Xin trân trọng cảm ơn.